Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Hoàng Giang sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc bếp từ đến từ thương hiệu MyDear. Bếp từ thì khá là phổ biến trên thị trường và ắt hẳn là chúng ta ai cũng biết đến đúng không nào? Tuy nhiên, ở chiếc bếp từ này thì Hoàng Giang cảm thấy ngoại hình của nó khá là đặc biệt. Và đặc biệt như thế nào thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi video ngày hôm nay. Đầu tiên, Hoàng Giang ấn tượng với chiếc bếp này đó là về thiết kế. Nếu như những chiếc bếp điện thông thường có hình chữ nhật thì chiếc bếp này lại có hình vuông, trông rất là gọn gàng, xinh xắn như thế này đây. Cùng với phần mặt bếp màu đen được làm từ kính chịu nhiệt, có khả năng chịu được trọng lực lớn và nhiệt độ cao. Tại điện máy xanh thì sản phẩm này có hai màu cho các bạn lựa chọn là màu đen sang trọng, lôi cuốn và màu vàng đồng, có phần nổi bật hơn khiến cho căn bếp nhiều màu sắc hơn. Theo Hoàng Giang thấy thì màu vàng đồng sẽ giúp cho chúng ta sẽ phát hiện ra được những vết bụi bẩn nhanh hơn và sẽ lau liền. Màu đen trông có vẻ rất là sạch nhưng mà đôi khi mình lại bỏ qua những vết bẩn mà mình không nhìn thấy. Và phần mà Giang cảm thấy thích nhất đó chính là thay vì điều khiển bằng nút bấm hoặc cảm ứng thì hãng đã gom các chức năng bật tắt điều chỉnh công suất vào một nút vặn. Tuy nhiên chiếc bếp này có một nhược điểm đó là không có chế độ hẹn giờ, nhưng mà bản thân Hoàng Giang thì cảm thấy nó cũng không quá là quan trọng. Bù lại chiếc bếp này có một nút vặn đây, rất là dễ dàng sử dụng và đặc biệt là đối với những gia đình có bố mẹ hay là ông bà lớn tuổi thì việc sử dụng trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Không biết là nãy giờ các bạn có để ý không, nhưng mà Hoàng Giang chỉ cầm chiếc bếp bằng một tay thôi. Nó thực sự rất nhẹ, chỉ khoảng 1,8kg mà thôi. Và với thiết kế hình vuông như thế này thì rất là gọn. Và như các bạn thấy là do bếp hình vuông nên cũng rất gọn. Vừa nhẹ nữa nên các bạn sẽ rất dễ dàng di chuyển hay cất gọn trong tủ, kệ bếp. Các bạn có thể hình dung là khi chúng ta sử dụng chiếc bếp này để ăn lẩu cùng gia đình, để trên bàn thì cũng mất không quá nhiều diện tích đâu, nên là các bạn không phải lo về việc là bàn ăn của mình có bị chật hay không. Độ dài của dây thì cỡ khoảng là 1,3m. Với độ dài này thì các bạn cũng yên tâm là mình sẽ đặt được bếp ở những vị trí xa với ổ điện. Bởi vì nếu như nấu ăn mà đặt bếp gần ổ điện quá thì cũng rất là nguy hiểm, chưa kể đến việc là dầu mỡ sẽ bắn ra ngoài và rất khó để vệ sinh nữa. Có một điểm hơi tiếc là phần dây điện này dính liền với bếp, không thể tháo rời giống như một số dây nguồn của nồi cơm điện mà mình từng thấy. Riêng bản thân mình thì thích dây điện này có thể tháo rời ra được luôn, vì như vậy bếp sẽ dễ cất gọn hơn và vệ sinh sợi dây này cũng dễ dàng hơn nữa. Trên mặt bếp có những ký hiệu mặt bếp nóng, nguy hiểm, không chạm tay, rất dễ nhận biết. Bên cạnh đó nó còn được trang bị một chiếc đèn âm nằm bên dưới mặt kính gần nút vặn. Chiếc đèn này sẽ nhấp nháy khi bếp được cắm điện, giúp bạn biết được chính xác là bếp đang có điện hay không. Với công suất từ 300W đến 1900W, thích hợp với từng loại thức ăn, cách chế biến. Và có một điều lưu ý cho các bạn đó là vùng nhiệt của chiếc bếp này khá là nhỏ, chỉ đâu đó khoảng là 18cm mà thôi, nên là tốt nhất thì các bạn nên sử dụng những chiếc nồi có đường kính đáy là từ 18cm trở xuống, ví dụ như là chiếc quánh này hay là chiếc chảo này chẳng hạn. Bởi vì khi nấu thì nhiệt sẽ tỏa ra đều, thức ăn sẽ chín đều, việc sử dụng cũng trở nên an toàn hơn và sẽ làm tăng tuổi thọ của bếp nữa. Nhưng mà có một điều mà Hoàng Giang nhắc nhở với các bạn nha, đó là với những chiếc nồi mà có kích thước quá khổ như thế này đây thì đương nhiên là sẽ không phù hợp với chiếc bếp này rồi, nên là các bạn hãy lưu ý nha. Và khi mua chiếc bếp này thì các bạn cũng sẽ được tặng một chiếc nồi dùng để nấu canh, nấu lẩu hay là nấu cháo như thế này. Rất là tiện đúng không nào? Ta-da! Bật mí với các bạn là chiếc bếp từ MyDear này đã được sử dụng để nấu rất là nhiều món ăn như là cánh gà, kho coca nè, sườn gà chiên nước mắm nè, hay là răng mực xào bơ tỏi. Trời ơi, mới nhắc thôi là cảm giác như là mùi hương đang bay ngào ngạt đâu đây và muốn ăn liền vậy đó. Nhưng mà nấu ăn xong thì chúng ta phải vệ sinh. Với chiếc bếp từ này thì Hoàng Giang nghĩ rằng việc vệ sinh cũng khá là đơn giản dễ dàng thôi. Sau khi sử dụng xong thì các bạn chỉ cần để cho bề mặt bếp nguội hẳn, sau đó sử dụng những khăn ướt chuyên dụng lau bếp hay là các loại xịt nhà bếp và khăn lông đã có thể lau sạch bề mặt rồi. Nhưng mà nhắc nhở với các bạn nha, Hoàng Giang nghĩ là điều này các bạn cũng sẽ không để ý đâu, đó là chiếc nút của bếp chúng ta có thể tháo ra để có thể vệ sinh những thức ăn dính kẹt lại ở trong này. Vậy là chúng ta đã vệ sinh xong rồi, rất là nhanh gọn và dễ dàng đúng không? Các bạn có thể thấy là ở dưới của bếp có các chân đế cũng như là một chiếc quạt tản nhiệt khá là lớn như thế này. Nó sẽ giúp làm nguội nhanh hơn, tiết kiệm điện hơn và tăng độ bền của bếp nữa. Theo Hoàng Giang được biết thì một số bạn sau khi chúng ta sử dụng bếp từ hay là bếp hồng ngoại, chúng ta sẽ rút điện ngay ra và cất đi bởi vì sợ không an toàn. Nhưng mà các bạn hãy dừng ngay việc đó lại nha, bởi vì như vậy thì bếp của chúng ta rất dễ bị hư và các bạn nên đợi cho quạt tản nhiệt tắt hẳn đi rồi sau đó mới rút điện.
bếp từ MyDear MIK1917ES. Bếp từ đơn nhỏ gọn, công suất lớn 1900W, nấu ăn nhanh chóng, điều khiển núm vặn dễ sử dụng, tùy chỉnh các mức công suất. Mặt bếp bằng kính chịu nhiệt sáng bóng, chịu lực tốt. Hy vọng sau khi xem xong video ngày hôm nay thì các bạn sẽ có thêm một lựa chọn nữa để mua bếp từ. Nếu như các bạn cảm thấy ưng ý với sản phẩm này thì hãy nhấc máy lên gọi điện về tổng đài 1800 1061, hoặc là truy cập vào website điệnmaysanh.com để đặt hàng và được giao hàng miễn phí. Các bạn cũng đừng quên like và theo dõi kênh YouTube Điện Máy Xanh. Còn bây giờ thì Hoàng Giang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.